Trong không khí đầu xuân mới Quý Mão, sáng mùng 6 tháng 2, 19 tỉnh, thành phố trên cả nước đã sôi nổi tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Hàng vạn thanh niên nô nức phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ, mong muốn đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban ngành đoàn thể đã có mặt tại các tỉnh, thành phố để động viên những người con ưu tú của đất nước trong ngày hội tổng quân. Sáng ngày 6 tháng 2, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới dự động viên thanh niên nhập ngũ của quận Ba Đình, Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong rằng các thanh niên quyết tâm giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của quận Ba Đình và thủ đô anh hùng, tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, các thanh niên nhập ngũ của quận Ba Đình được bàn giao về các đơn vị thuộc Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Ba Vì, Hà Nội được tổ chức tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng. Năm nay, huyện Ba Vì bàn giao 200 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 36 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân cho các đơn vị Lữ đoàn Công binh 249, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường Trung cấp Tăng thiết giáp, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. Với chất lượng chính trị tốt, 22,5% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đủ sức khỏe theo quy định. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh được giao tuyển chọn công dân nhập ngũ, bàn giao cho Quân khu 3, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Là thanh niên Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi và tôi tự tin rằng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong quân ngũ. Dặn cháu hoàn thành nhiệm vụ và đồng thời như vậy được sống trong hàng quân đội là một vinh dự lớn, Bộ đội Cụ Hồ. Và đồng thời như vậy dặn cháu là như vậy luôn luôn cố gắng rèn luyện để như vậy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh Quảng Ninh cao hơn năm trước ở cả 3 tiêu chí: sức khỏe, trình độ văn hóa và trình độ chính trị. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 65%, tốt nghiệp trung học phổ thông là gần 80%, trình độ đại học cao đẳng đạt 10,5%, hơn 60% đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ân cần động viên nhắn nhủ các thanh niên kế thừa, phát huy truyền thống quê hương, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên được giao tuyển chọn công dân nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 3, Tổng cục 2, Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một người đã tốt nghiệp cao đẳng, tôi mong muốn là sẽ vận dụng được những kiến thức mình học được trên ghế nhà trường và trong đơn vị. Và khi hoàn thành được nghĩa vụ quân sự, tôi mong muốn những kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong quân đội về xây dựng ở địa phương. Chất lượng giao nhận quân năm 2023 của huyện Yên Mỹ gặp rất nhiều thuận lợi, trong đó có những cái nội dung về sức khỏe, về văn hóa và về lai lịch chính trị của số công dân giao cho các đơn vị năm 2023 tốt hơn rất nhiều so với những năm trước. Năm 2023, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của tỉnh Hưng Yên có hơn 90% đạt sức khỏe loại 1, loại 2, 88 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gần 1.000 thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, số thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học và con cán bộ đảng viên nhiều hơn năm trước. Đặc biệt, trước lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức gặp mặt giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, động viên thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hưng Yên, niềm hãnh diện về một vùng đất văn hiến, hiếu học, trọng nhân tài, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các nhà văn hóa lớn của đất nước.
Sáng ngày 6 tháng 2, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ giao nhận quân tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Năm nay, 100% thanh niên nhập ngũ của huyện Gia Lâm đều là đoàn viên, trong đó 21 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 44 thanh niên được bồi dưỡng lý luận chính trị để kết nạp đảng, 16 thanh niên có sức khỏe loại 1, 100 thanh niên sức khỏe loại 2, xứng đáng là thế hệ trẻ của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc. Tôi khi vào môi trường quân đội tôi sẽ cố gắng hoàn thành học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ lòng tin tưởng của gia đình và mọi người. Bản thân tôi thì tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng tôi vẫn mong muốn là phát triển bản thân hơn trong môi trường quân ngũ để mình có thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn. Năm 2023, nổi bật là các thanh niên nhập ngũ của huyện Gia Lâm có trình độ văn hóa khá cao. 21 thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp, 99 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng mùng 6 tháng 2, các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và động viên thanh niên nhập ngũ tại huyện Thuận Thành. Là vùng đất văn hiến, địa phương giàu truyền thống hiếu học, thanh niên nhập ngũ của tỉnh Bắc Ninh năm 2023 có trình độ cao đẳng đại học đạt tỷ lệ hơn 50%, trình độ đại học 448 thanh niên, trình độ cao đẳng 408 thanh niên. Em thực sự em đã làm rồi, nhưng trong việc thì nhiều lúc em cũng hơi nhút nhát và chưa quyết tâm để cứng rắn trong công việc, nên em muốn bộ đội để em rèn được tính rất là cẩn thận. Hồi đại học em cũng có một đã đi học quân sự một tháng rồi, nhưng em nghĩ nó chỉ là làm quen thôi. Còn trong đây thì em nghĩ nó sẽ kỷ luật hơn và nghiêm khắc hơn và nó rèn mình ra người hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Sáng ngày 6 tháng 2, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Năm 2023, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của huyện Thạch Thất tăng hơn 25% so với năm 2022. Lễ giao nhận quân đã diễn ra trang trọng, an toàn. Tôi cũng không ngờ là con nhà tôi viết đơn tự nguyện để đi lính. Tôi cũng có hỏi con, bảo đấy con đi có chống được hay không mà con này viết đơn tự nguyện. Bảo là con thích đi bộ đội mẹ ạ. Đi 2 năm về rồi con sẽ trưởng thành hơn và con sẽ làm cho bố mẹ tự hào về con. Sau buổi lễ, các chiến sĩ mới của huyện đã lên đường hành quân về các đơn vị Lữ 299 Binh chủng Công binh, Trung đoàn 28 Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 692 Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sáng mùng 6 tháng 2, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đạt chỉ tiêu được giao. Chất lượng tuyển quân tốt, trình độ văn hóa đồng đều, sức khỏe tốt, nhận thức chính trị vững vàng. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. Chúc các bạn trẻ phấn khởi lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, bảo vệ an ninh, chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và biểu dương toàn thể các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm số lượng và thời gian, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Quyết tâm hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ được giao. Chị rất yên tâm, tại vì vào đấy là sẽ rèn luyện được bản thân của cháu này. Xong rồi yên tâm là để cho cháu công tác rất là ở trong đấy công tác rất tốt, môi trường đấy cũng tốt, rèn luyện cho cháu để sau này cháu ra cháu có động lực để đi làm tiếp, với lại là được bảo vệ Tổ quốc là chị rất tự hào, chị rất là vui mừng ạ. Thanh niên nhập ngũ của thành phố Lạng Sơn được bàn giao về các đơn vị của Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn. 100% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe tốt, số thanh niên có trình độ trung học phổ thông trở lên và tình nguyện nhập ngũ đều tăng so với năm 2022. Tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ giao nhận quân, động viên thanh niên nhập ngũ. Năm 2023, công dân nhập ngũ của tỉnh Ninh Bình có tuổi đời từ 18 đến 22, chiếm hơn 90%, trình độ cao đẳng đại học chiếm 5,5%.
167 thanh niên nhập ngũ là đảng viên, chiếm 12,8%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 3%, thanh niên theo đạo Thiên Chúa chiếm 20%. Ở trong môi trường đại học, bằng kiến thức và kỹ năng tôi đã học được và trải qua, tôi tin rằng tôi sẽ tự tin đóng góp và xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị cách tốt nhất ạ. Tôi rất là phấn khởi, gia đình rất là tự hào khi có con đứng trong hàng ngũ quân đội. Mong cháu là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người con của quê hương Ninh Bình. Trước lễ giao nhận quân, các địa phương, tổ chức, đoàn thể đã tổ chức các cuộc gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 3, sáng mùng 6 tháng 2, 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Nam đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh Hà Nam năm nay cao hơn năm 2022. Trình độ đại học cao đẳng đào tạo nghề đạt 12,64%, sức khỏe loại 1 đạt gần 20%, 316 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trước ngày giao quân, 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã tổ chức ngày hội tòng quân với chủ đề Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp thêm ý chí niềm tin cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Thanh niên nhập ngũ của Hà Nam năm 2023 sẽ được bàn giao về các đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin, Quân đoàn 1, Quân khu 3. Đúng 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2, 27 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, an toàn. Năm 2023, chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh Thanh Hóa khá tốt, số đảng viên tham gia nhập ngũ nhiều hơn so với các năm trước, hơn 200 đồng chí. Gần 1.000 thanh niên đã học lớp nhận thức về đảng, trên 700 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông hơn 70%, tốt nghiệp đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 6%. Em khi được một phần cơ hội trọng trách lớn lao này, em nhận thấy là mình sẽ lên đường với một tinh thần quyết tâm và là cố gắng hết sức mình để bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi rất là kỳ vọng là các thân binh vào các đơn vị quân đội sẽ tích cực huấn luyện, rèn luyện và học tập công tác, tích lũy các cái kỹ năng hoạt động xã hội trong đơn vị quân đội, môi trường quân đội. Năm nay, tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số nhập ngũ, được xác định là nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Sáng mùng 6 tháng 2, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tổ chức giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an thành phố Hải Phòng. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn. Các đơn vị nhận quân cử cán bộ dự và tổ chức xe đưa đón về đơn vị chặt chẽ. Các chiến sĩ mới hăng hái, vui vẻ lên đường nhập ngũ, bảo đảm sức khỏe và chất lượng chính trị. Tại lễ giao nhận quân của các địa phương tỉnh Quảng Bình, các công dân ưu tú đã nhận được sự quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân. Trong số các thanh niên Quảng Bình nhập ngũ đợt này, có gần 70% trình độ trung học phổ thông, có 6 đảng viên và 60 thanh niên con em đồng bào dân tộc thiểu số. Sáng mùng 6 tháng 2, lễ giao nhận quân được tổ chức chu đáo, trang trọng, nhanh gọn, an toàn tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2023, thanh niên nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 76% sức khỏe loại 1, loại 2, gần 40% thanh niên có trình độ cao đẳng, trung học phổ thông, hơn 40% thanh niên tôn giáo, 18 thanh niên được kết nạp đảng trước khi nhập ngũ. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển và gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để con em quê hương yên tâm lên đường nhập ngũ.